Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại trường tiểu học Giao Thiện, Báo Công Lý, Báo Lao Động và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình trao tặng sách cho trẻ em vùng cao với chủ đề Gieo tri thức, trồng nụ cười. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Văn phòng đại diện Báo Công Lý tại Thanh Hóa, Văn phòng đại diện Báo Lao Động, Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng và các nhà tài trợ, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Giao Thiện. Trường tiểu học Giao Thiện hiện có 3 khu với tổng số học sinh là 484 em và 27 giáo viên. Địa phương miền núi cao nên đường xá đi lại khó khăn, vẫn còn nhiều điểm trường lẻ tại các bản khó khăn. Vào mùa mưa, thầy cô giáo và học sinh đến trường rất vất vả. Với mong muốn mang hơi ấm cho các em học sinh ở vùng cao, chương trình sách cho trẻ em vùng cao được nhà báo Thanh Phương, trưởng văn phòng Báo Công Lý tại Thanh Hóa kêu gọi các tổ chức cá nhân tài trợ 500 áo ấm cho toàn bộ học sinh trường tiểu học Giao Thiện và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường trung học cơ sở Giao Thiện. Chương trình sách cho trẻ em vùng cao được khởi xướng do nhà báo Thanh Phương tổ chức, điều hành. Chương trình đã trao tặng hơn 10.000 cuốn sách, hàng nghìn bộ quần áo ấm, trang thiết bị, đồ dùng, sửa chữa bàn ghế tại các trường học của các địa bàn huyện miền núi Thanh Hóa. Được sự quan tâm của các đơn vị tài trợ nói chung và Báo Công Lý nói riêng, các món quà được trao tận tay cho các giáo viên, học sinh của trường tiểu học Giao Thiện sẽ giúp cho các em thêm ấm lòng, tiếp sức đến trường, theo đuổi giấc mơ tri thức để học tập rèn luyện và phấn đấu trở thành một công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.